cha-ra-cha. La 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 la. Hãy cứ hát ca đi, hãy cứ sống yêu thương, dù cho bao dù cho rối hà, mãi mãi quấn quýt nhau, mãi mãi hát khúc ca. Cậu vừa đủ xoài sung sari, cậu vừa đủ xoài sung sari. Trời đất ơi, có một mình quần quật từ sáng tới giờ vậy đó. Làm em mệt quá hả bay? Đó bà chính thấy không, thằng quầy thiếu nó đang làm quán con. Rồi nó bệnh nó xin nghỉ, nó đưa ông nó là ông bảy cò vậy đó vô làm phụ con. Mà con có thấy ông xuất hiện đâu, có một mình con vậy đó quần quật vậy nè. Ý trời đất ơi, ông bảy cò hả? Dạ. Ông gần đất xa trời rồi, ông làm có nổi không? Bà chính yên tâm đi, cái này là ông tự nguyện làm giùm cháu ổng chứ con đâu có ép đâu. Nên bởi vậy mà ổng có bị cái gì con có chịu trách nhiệm. Cũng đúng ha. Dạ. Cái thằng cha già đó chả khó ưa, rủi chả có cái gì thì kệ chả đi, hơi sức đâu mình lo ha. Đúng rồi. Ê, mà nhắc đến vụ khó ưa con kể bà chính nghe. Ông bảy cò ông khó chịu thiệt, nhưng mà con chấp nhận được hết, con chịu được hết. Gần đây có một người cực kỳ khó ưa mà ngày nào cũng tới quán con hết. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, người nào vậy? Dì Lộ Lộ của con. Không hiểu sao lúc này quởn ở không, tới quán con mỗi ngày đó. Mà mỗi lần tới tao nói trời ơi, bà chính biết rồi, làm sang chảnh lên, sang chảnh rồi điệu đà rồi hành con, lấy cái này lấy cái kia rồi chế cái này chế cái kia, bực bội lắm. Nó là gì của bay mà trời ơi, nó tạo toàn những cái bất ngờ không, mỗi lần nó xuất hiện là bất ngờ, mỗi lần xuất hiện bất ngờ, khó ưa lắm. Bởi vậy nhưng mà bị cái con phải chịu. Biết sao không, tại vì con đang xin tài trợ cho cái game show mini của quán con. Vậy hả? Dạ, bởi vậy con còn phải vuốt theo hết á. Đó mới nhắc là con xuất hiện rồi đó. Nào, tu song ngư kỳ nữ. Dạ. Hãy dời gót ngọc về nhà, đúng quanh ốc lóc, lại đây rước ta nghe chưa? Tuân lệnh lui. Ủa, cái gì mày nói cho hai con nhỏ đi ăn ốc nóc à? Quanh ốc lóc là một tiếng hồ sao đó. Mà phát âm tiếng Anh chuẩn quá nó vậy đó. Vậy tao tưởng tao kêu mấy đứa nó đi ăn ốc mà. Ủa, dì Nai khỏe không dì Nai? Dì mà lỡ mắt ra dòm vậy dì Nai? Hồi nào giờ tôi kêu dì Chính là Nai hoài bỏ quên rồi sao? À, Chính là Nai đúng không? Hỏi thiệt hả? Yếu lắm phải không? Ai yếu? Trời ơi, bất ngờ quá trời luôn vậy đó. Đáng lý là đừng có để tên Lộ Lộ mà để tên Lố Lố. Xin lỗi ha. Cái lông công trên đầu nó có che được nắng không vậy? Không che được nắng. Vậy sao đổ làm chi? Bắt buộc. Chính khỏe không? Chính lúc này chắc cũng yếu dữ lắm phải không? Không thấy ra ngoài hội quán thiêu thùa để chơi. Ở ngoài đó sinh hoạt vẫn đông vui, anh chị em vẫn tới tấp ào ào để vẽ và để thiêu. Thỉnh thoảng có người nhắc đến tên Chính đó. Thỉnh thoảng thôi đó. Dạ. Lúc này Chính cũng yếu lắm rồi. Mắt mờ. Vậy. Tai điếc. Da nhăn, kéo lên rớt xuống, kéo lên rớt xuống. Tới đó sợ làm phiền thiên hạ. Vậy. Không có giống như ai kia. Mới lên chức hậu trưởng thôi, không có bao nhiêu lâu ngày tội nghiệp. Bị đột quỵ. Bước ra đường giống như hoàng thái hậu. Có hai con nô tỳ y sao ra ở sao. Dìu đỡ tội quá yếu này. Bắt buộc là phải có hai cái con nô tỳ đó. Khổ lắm Chính ơi. Tâm sự cho Chính hiểu. Từ ngày mà lên chức hội trưởng hội thiêu thùa tới bây giờ, tất cả mọi người đều tín nhiệm tôi. Cho nên một ngày nào đó mà lỡ như mà tôi có bệnh hay là tôi có nhức đầu, tôi không ra ngoài hội quán thiêu thùa được là ảnh hưởng biết bao nhiêu sinh mạng của con người. Cho nên bắt buộc tôi phải mướn hai cái con song ngư kỳ nữ theo bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho tôi. Tốt quá. Tâm địa thật là tốt luôn. Kim Tê ơi. Dạ. Con lo nước cho gì con uống con ơi. Để hoàng thái hậu bị thiếu nước rồi bị khát rồi cái bị đột bị quỵ bất tử tội lắm. Nó ảnh hưởng tới hòa bình thế giới. Vậy là lỡ.
Gì lên lên dạ. Con nè, ngó đâu vậy con nè? Uống cái gì con phục vụ? Kêu hot boy ra đây phục vụ. Hôm nay không có hot boy, có hot girl chân ngắn được không? Rồi ạ. Dạ, hot boy bệnh nghỉ rồi. Bệnh sao không mua thuốc cho nó rồi bắt ngồi đây để phục vụ? Trời đất ơi, nó bệnh nó xin nghỉ. À mà nè nè nè, hot boy trẻ không có mà có hot boy già phục vụ được không? Hot boy già là cái gì? Là ông nội. Nội đó. Mấy người nghĩ sao mà kéo thằng cha. Biển vẫn dạt dào, làm sao quên tháng năm xưa đẹp biết bao. Sao? Dạ, tôi có chủ. Dạ. Này tôi lên tôi tới đây tôi thế thằng cháu tôi. Nó bận việc, nó tôi tới đây tôi thế. Nó cô sắp sửa tổ chức live show gì đó. Dạ. Để tôi ăn mặc đẹp gì nè. Tôi không biết là mặc cái áo gì tới vừa ý cô chưa? Đó, được đó. Ăn mặc gì là đẹp nè, ăn mặc gì con chịu nè. Đó, nó phải màu sắc, nó phải đẹp đẽ vậy. Bây giờ mặc cái áo đẹp này vô trong rửa ly cho con ha, xong rồi ra lâu bàn nghe. Chứ thì rửa ly cho tôi khen cô Lộ Lộ một câu. Dạ. Trời ơi, bữa nay giờ cô Lộ Lộ giống công chúa ghê kìa. Lông gà nữa nè, hơi đẹp hết vậy, vàng đẹp, áo lóng lánh vậy. Lộ Lộ, tôi vô tôi rửa ly ra. Bình thường cái xe bên con rất là tầm thường, hôm nay xe bên con mặc đồ lên rất ư là không bình thường. A Đường, năm sau tôi trở về quê cũ gánh nước đêm trăng để tìm lại kẻ chung tình. Quay gánh lên vai tôi thờ thần một mình. Ê, ê, thấy. Nước giếng trong leo lẹo như soi rõ bóng hình. Bình thường trai trẻ mà bữa nay nhai già mê luôn. Đỡ đậm cả người kìa. Đó, ghê rồi, mày mặc phê rồi. Tỉnh lại đi dì ơi. Nè nè, khoái lắm phải không, khoái lắm phải không. Nè, bây giờ em đổi gu rồi. Em không thích hot boy nữa mà em thích hot già. Vậy hả? Sao mà tim em nó cứ đập thình thịt như nè. Cần không chính giúp giùm cho. Chính nói thiệt không? Thiệt. Chính giúp giùm em với ấy hả? Ừ. Chính ơi, nếu mà chính giúp được giùm em với ấy thì em sẽ trả lại chức hội trưởng thiêu thùa cho chính. Đi lộ lộ, rồi nhớ là phải tài trợ cho game show mini của con nữa nghe. Giúp giùm gì đi, rồi gì sẽ tài trợ 100% cho game show. Được rồi nè. Được rồi, để con. Chú bảy. Khoan làm đi, ra đây nghỉ ngơi, ra đây, con nói nghe nè. Dạ, ra đây. À, ông bảy biết sao không? Đẹp ghê. Đừng có đụng tới bả là bả dậy nãy tới chiều luôn á. Không, tắm tôi thẳng thắn thấy gì đẹp, tôi ưa nói đẹp. Nhìn là đẹp á hả? Dạ, bây giờ vậy nha. Con á là sắp tới đó, là con tính á là thu hút khách cho tới quán cà phê của con. Dạ. Bằng cách là con tổ chức mấy cái trò chơi, mấy cái game show đó là cho những cặp đôi yêu nhau. Đó, bây giờ chú đến đây chú làm thay con, chú về giờ chú giúp con chuyện này luôn nghe. Được không? Không được đâu. Ủa sao vậy? Trời đất ơi, tôi đâu có biết gì đâu, giúp. Đó, mai đi chờ, mai thằng cháu tôi nó tới rồi đó, cái nó giỏi lắm, nó lanh lợi lắm, có gì rồi, cô nói nó làm. Có người ăn miệng nói hay lắm, cái gì tôi làm cũng được, tôi tới đây tôi giúp cháu tôi này kia nọ. Tự nhiên bây giờ có công chuyện người ta nhờ không giúp. Ôi, người vừa mất uy tín nói mà không giữ lời. Nè, tự nhiên cái xíu chuyện ta là sao vậy hả? Tôi nói bà nghe, được thì tôi làm, chứ mắc gì mà tôi sợ ai, tôi dám làm. Thì đó, làm đó, giờ tôi chịu làm rồi đó cô. Đó, vậy mới nó chịu rồi, chịu rồi. Chúng ta bắt đầu. Bây giờ chương trình nó như thế này. Bây giờ dài. Quý vị khán giả mộ điệu, quý vị khán giả bốn phương, quý vị khán giả hàng xóm chung quanh đây, hôm nay quán cà phê của em, quán cà phê Kim Tê Hy sẽ tổ chức một cuộc thi game show vô cùng hoành tráng, vô cùng lộng lẫy, vô cùng hoành tráng lệ. Đó là cuộc thi cặp đôi hoàn cảnh.
cặp đôi của chúng ta sẽ cùng nhau thi ca hát một cái chủ đề rất là hay, rất là ấn tượng, rất là lôi cuốn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón cặp đôi của chúng ta, đó là Lỗ Lỗ và Bảy Con. Rồi bây giờ mình bắt cặp đi. Bắt cặp phải không? Ừ. Được rồi, vậy bây giờ tôi với anh xe đánh con. Ê, trời ơi, được, hai người thi với nhau. Ờ, hai người thi với nhau, ông này qua bên đây, qua đây. Nhưng mà phải nói rõ nghe con, như người nào thua là người phải trả tiền cà phê một tuần lễ nghe phải không? Đúng rồi. Được rồi, chúng tôi đã có giao ước nhau rồi. Nếu mà tôi thua thì tôi sẽ nhường chức hội trưởng và tôi sẽ tài trợ game show cho cái TT. Rồi qua đây đi nè, con nói lại là tôi thi nữa, qua đây. Ráng chiến thắng đi, chiến thắng nha. Ta hồi hộp quá Hi ơi. Yên tâm. Và bây giờ thể lệ cuộc thi của chúng ta như sau. Chúng ta sẽ thi ca nhạc với chủ đề là đầu đít đít đầu. Đầu đít đít đầu là sao? Chẳng lẽ ta đưa cái đầu ra đây rồi anh đưa cái đít ra vậy? Ôi biết vậy, có nghĩa là gì sẽ hát một câu nhạc. Cái đít của gì là cái đầu của chú. Cái đít của bài ca chứ cái đít của gì là cái gì? Lộn, cái đít của bài hát là cái đầu bài ca của em và cái đít bài ca của anh đó. À, có nghĩa là đầu là cô mà đít tôi. Dạ. Yeah. Được không anh? Mà không được đâu. Sao không được? Đít tôi đầu cô đi, cái nữ đó thọ, cô nói trước. Rồi, cho nó đó. Bây giờ ca trước nha. Ờ. Bây giờ bắt đầu chưa? À, để con 1, 2, 3 action rồi hẳn vô nha. Tập trung. Khởi động. Rồi, 1, 2, 3, action. Chị á, hát đi. Người ơi, thơm thoát niên hồng hé rồi. Tức là rồi đó. Rồi. Chiều nay tôi với em đi vào phố. Phố gì? Có chữ phố đây. Phố đêm. Ta không biết bài đó. Hát đi. Phố đêm. Cái gì vậy? Cũng ngủ vậy. Phải thử coi là ứng biến như thế nào. Bây giờ là tôi đó. Đêm, đích là đêm đó. Đêm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đêm người mùi hương, mùi hoa xứ nghe nàng. Mày lẻ đi không thua sao? Tôi với nàng sao? Rồi. Nàng với tôi nguyện yêu. Cái gì? Tôi với nàng. Trời ơi, đích là nàng thì phải nàng với tôi, chứ là tôi với nàng, đích là tôi làm sao? Nàng với tôi hai đứa nguyện yêu. Yêu. Chết rồi. Lẹ lên hết giờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo, còn đây. Hả? Cái gì? Cho quen với nồng say. Sai. Rồi. Vô bánh. Sai. Ủa rượu mà không sai nào hay. Xin mời anh nắm ly cùng tôi. Tôi. Đến tôi đó. Tôi không dám sanh học đòi với trăng nghĩa phụ ngày xưa. Cắt tóc băng lấy tiền, tiếng chồng mừng thì lại kinh. Cái nào đích đâu? Đây mới hành trang trang chưa một thâm tình. Cái vô đích câu nào? Và số bạc ngọn mọn. Bụ nội tôi không biết mọn là gì nữa. Trời ơi, bài hát cái chữ nào là chữ mọn? Trời ơi, mấy người chứ miễn là có cái đích có chữ mọn là bắt buộc mấy người phải ca cái chữ mọn. Chữ mọn là chữ gì? Bây giờ mình kiếm bài ca nào từ trên xuống dưới có chữ mọn làm con mà đẻ. Rồi như vậy mới hay chứ, trời nó coi ca mà thôi vậy đi thôi vậy đi quy định là thua rồi, thua. Anh xe bên con. Ủa anh xe bên con. Con kiếm đâu rồi? Ủa anh xe bên con. Ủa sao kỳ vậy? Cuộc thi này là mấy người là tác hợp cho tôi với anh xe bên con mà. Tự nhiên sao ca tới ca luôn giờ còn mình tôi với bà Lai. Tại vì hứng quá là quất luôn hả? Hứng cái gì anh bỏ tôi đi này thấy chưa? Như vậy là cuộc thi này sao? Cuộc thi này coi như là giải tán, không ai thua hết á. Không có, dù sao lời hứa là lời quan trọng mà. Cái gì? Hứa hả? Dẹp đi. Làm chức hội trưởng hả? Bà đừng có mơ. Bà có tác hợp được tôi với anh con không? Đâu có tác hợp được. Bà nhắn đi con kim giùm tôi nghe chưa? Cái tiền mà tài trợ game show 1 đồng bạc không có nữa. Chức hội trưởng vẫn thuộc về tôi. Tài trợ thì không bỏ đồng bạc nào hết á. Anh con cứng cáp của em ơi. Trời ơi bảy con. Đáng lý ta đáng còn bây giờ làm ta thua ta giết người bảy con. Chuyện buồn chuyện vui lâu nay, chuyện người chuyện ghen đâu hay.
ôi gia đình tôi là như thế. Học hành rồi thêm yêu đương, làm việc rồi thêm ghen tuông.